Dạ em chào anh chị mến yêu, cô chú mến thương của em. Dạ hôm nay thì em cũng đi một vòng tả cảnh ở dự án Titan Eco City, thành phố sinh thái 5 sao cho anh chị với cô chú ở nhà mình coi chơi. Đêm qua trời mưa anh chị, hư hết một ngày luôn, không có làm gì được á. Dạ bữa nay em đi một vòng tả cảnh cho anh chị với cô chú ở nhà mình coi chơi. Em đang nắng. Rồi để em đi vòng vòng cho anh chị mình coi chơi. Không đi tả cảnh. Dạ hiện tại là em đang vô hồ Cánh Sen nha anh chị. Vô hồ Cánh Sen có mấy anh chị đang cắt cỏ dọn dẹp lại hồ Cánh Sen. Ồ để em chỉ đánh sáng lại cho nó đẹp, nó tẻ lại những cái cỏ anh chị. Cắt lại mình dọn lại. Xong nước lại lắm vậy, cắt tỉa rồi lại cho sạch sẽ cho bà con mình đi tập thể dục, đi vô đồng đồng dẫn lên bên hồ là chơi. À, đây mình hai anh này là chuyên về cắt cỏ. Có đến khi mà lên đến 3-4 người cắt luôn anh chị. Ở đây máy cắt cỏ mình nhiều lắm, còn cái mảng không gian lớn á, thì để chú hai lái chiếc máy cày em đi cắt rồi lại lên xe đạp đi tả cảnh tiếp nha anh chị. Nè đi đâu ta, ở đây thì cảnh quan mình thay đổi không có nhiều, và không thay đổi không có nhiều, nhưng mà em ở đây em đi vòng vòng hoài anh chị, có chỗ nào lạ lạ thì em quay cho anh chị với cô chú mình coi luôn. Em đang trên đường Mỹ Tân, bữa nay rất là nhộn nhịp, nắng bữa nay cũng lên yếu yếu, cũng vừa vừa, cũng có nắng anh chị, mây nay dày nhưng mà cũng có nắng. Cây lên màu tâm lá mạ, lên nhẹ nhẹ thôi, kèm theo đó em cộng thêm miếng màu vô nữa cho nhìn nó lịnh mắt xíu. Rồi và bây giờ em tiếp tục là thấy một chú chó, tại vì em mới quất thịt chó luôn rồi anh chị. Rồi nó có cắn em không? Ồ em đi quá. Rất là bình thường đó. Mình đây là đang chuẩn bị sắt thép để làm móng nè anh chị, căn 520 nền hướng nam. Bữa nay nhộn nhịp lại rồi, hôm qua thì trời mưa không có quay được gì cho anh chị với cô chú coi, nguyên đêm nằm ngủ không được luôn á anh chị. Rồi em ôm cua phải theo đường đại lộ, đi theo đường D7 Xuân Trường. Đi ra rất là nhộn nhịp. Làm bàn. Rồi đi tiếp anh chị, đi theo đường D7 Xuân Trường. D7 Xuân Trường cũng đạp tiếp luôn. Shop hào bữa nay em thấy mấy anh đã bắt đầu làm lại rồi anh chị, thì cũng nguyên dãy ngói đó, nhưng mà mình sắp lót lên đều hết luôn rồi, tới căn gốc ngoài đường đại lộ Hương Trường luôn.
giờ này là đi tập thể dục là vừa luôn anh chị, 3 giờ 40 gần 4 giờ. À, để em đậu lại cho anh chị mình coi cái shop hao nữa ha, dáng ngói bi tuôn tông màu của biển cả cộng thêm cái tông màu trắng nữa, giờ mốt mình thổi lên cái màu tông kem nhạt nhạt này nè anh chị, nhìn đậm chất châu Âu lắm á. Nó đọc lại cho anh chị mình coi một dòng đó ha. Mấy căn này 1.2 tỷ nhận nhà được không anh chị? 5 tỷ công chúng luôn được không anh chị? Công phu lắm anh chị, mẫu này xây tốn tiền dữ lắm á. Quá đập đó, sân sau 4m 6m 6m lóc đá đồ nữa, rồi kinh doanh trên trước dưới sau, mê luôn anh chị. Chung anh chị mà có đất ở đây là mình về mình xây giống vậy. Ở cái căn này được trang bị tới 4 cây kèn hồng luôn anh chị, ra bông ai mà chịu nổi. Bốn cây kèn hồng ở trên thì trồng cây dầu. Em đã ra đường đại lộ Thiên Trường rồi anh chị. Chạy từ từ thôi, tại ở đây mình không có bỏ lỡ được một phút giây nào hết. Chỗ nào cũng đẹp, em chỉ cái máy qua bên đây cũng đẹp nè, qua đây cũng đẹp nữa nè. Trong hạ tầng đẹp là giờ lên những gì cũng đẹp lắm đi. Đậu đang xíu quay vòng vòng đây cho anh chị mình coi cái rồi em đi tiếp. Nắng lên rồi nên cái tông mà anh chị nhìn thấy nó đẹp đẹp lắm nhỉ. Cây rất là nhiều cây. Rồi, thôi em đi vô giải Phước Lý Riverside, vô những giải nền biệt thự. Cái sọp này đã quá, cái sọp này chắc cũng sắp 2 lá anh chị, em thấy cái lá ú ú rồi. Vô cổng, vô cổng Phước Lý Riverside, em vô cổng A. Mốt ở khu này là mấy anh bảo vệ có tiếng Anh rồi vô, người nước ngoài đồ về mình đây, mình ở trong đây nhiều lắm anh chị. Giải nền biệt thự đồ. Cái cây này để em đi ra ngoài ven sông đây, bữa nay em đi ven sông cho anh chị mình coi cái hàng rào mới cắt tỉa hay là lợi hôm qua ngày khác chút thôi, đâu có gì đâu, chưa có khác nhiều anh chị. Em nãy giờ em chạy tốc độ hơi chậm, anh Tư nãy giờ làm được 2 vòng rồi. Cây cốc, 3 cây cốc với cây nguyệt quế,
tới cái vườn trái cây ven sông. Đó, anh chị coi cái hàng rào này, anh chị tới cái hàng rào rồi. Cái hàng rào mà hôm qua mới tỉa anh chị. Này cắt rất là gọn gàng. Rồi ngày mai cái chị kia đi thổi lá. Thổi lá xong rồi cho xe cẩu lại chở đi. Ở đây thì mấy chị đang trồng bông, trồng hoa, trồng bông chiều tím cho cái lề của cái đường bên tay phải em. Chiều tím với bạch trinh view đã quá anh chị, căn biệt thự rồi nhìn ra ngoài đây, rồi chiều đi ra vườn giao sạch ven sông nữa, rất là thơ mộng. Chú ba làm gì vậy chú ba? Ôi chú ba mới chế gấu vừa đảo chú ba. Nước uống hả? Trời ơi. Tao đi tả cảnh là đi quay tùm lum tùm la. Chú ba kỳ quá. Quang hồ mấy bác trồng cây à, 10 cây chết hết còn cây gật gù à. 10 cây chết chín hả? Ừ. Cây gật gù là đúng coi như đi luôn rồi đó. Rồi đây. Nó da tông màu đẹp quá. Đảo quá anh chị. Rồi em đi theo đường Vạn Phúc nha. Đi theo đường Vạn Phúc đi ra ngoài đường Đại Lộ Hiên Chương. Và bình bùng binh cây me chảy Phước Lý Riverside Villa mày cổng B. Quá đẹp. Lên đã quá chị. Rồi con đường này là mình đi ra ngoài đường Đinh Đức Thiện. Còn đây đi vô. Đi vô đường D3. Đi vô đường D3 thì em thấy mới dọn dẹp lại cái kia. Rồi em đang thấy mấy chị đang dọn dẹp lại cái công viên con voi. Dọn dẹp vệ sinh. Để qua cho anh chị coi luôn. Thổi lá cây. Em lại chậm thêm một vòng nữa rồi. đã đạp được 3 vòng. Đó, cái chị này thổi. Hôm nay mình có mấy chị đi quét lá cây. Bữa nay mới ra được màu tâm quá mạ nè anh chị. Tâm đặc trưng của phai ba nè. Tâm phai ba. Một mảng xanh. Chị đang gom lá rồi. Tại vì cái cây này nó rụng dữ quá. Vô mùa 2 lá. Giáng xưa 2 lá, rụng dữ lắm anh chị. Đang quét lại lá.
quét lá, dọn dẹp vệ sinh cho khu đô thị xanh sạch đẹp văn minh, giống như chỉ đạo của chủ tịch. Rồi còn đâu thì mới nữa anh chị. Nói giờ này thì những anh tài xế đã bắt đầu chuẩn bị xe cộ rồi đó anh chị, chở mấy chị đi về thành phố cho anh chị ngắm bông xoài. Ồ, len len nắng len len qua những hàng cây tán lá đảo anh chị ơi. Đây mình có con thanh long đó nè anh chị, con thanh long, thanh long bên đường đại lộ Thiên Trường, bông đó nè anh chị, bông này bông phúc lộc họ. Còn đây là bông hồng anh quấn trên, mới được quấn lại ôm vô cái cây cột đèn. À, bên kia là nhà gỗ với hàng cây tuyết sơn phi hồ rồi trùng vi. Chỉ ở chỗ nào cũng đẹp hết anh chị. Nói chung phải ta giờ anh chỉ cái máy qua bên này cũng đẹp, bên kia cũng đẹp á. Dạ, nói chung đi hoài giết ghiền luôn á anh chị, đi quay phim cho anh chị giết em ghiền luôn á. Bông quyết lòng là đẹp. Những hàng cây hút nốt. Con này giống cây bằng lăng quá anh chị. Hôm nay mình thì chạy về đi tham quan nè. Wow. Ở đây rất là một mảng về thiên nhiên luôn. Rất là đẹp. Anh chị thấy không? Chiếc xe màu tông lá mạ của Phai Ta đậu dưới những hàng cây trà là. Nhìn thơ mộng quá anh chị. Chuẩn bị về cho anh, chuẩn bị là chuẩn bị lên chở mấy chị về thành phố hả? Chúng ta tôm thất khuyết rồi, để em đạp ra ngoài đây nữa. Này cảnh già cảnh ra nhiều lắm anh chị, chủ yếu là cây xanh thôi, cây xanh đường nhựa, cây xanh với con đường sạch không anh chị. Nói chị đi thổi suốt luôn á, thổi suốt từ sáng tới chiều. Em đi ra đường D5 đi. D5 thì bữa nay em đang, anh thấy mình đang dọn dẹp vệ sinh đồ rộng nữa. Chắc đang dọn dẹp để chuẩn bị làm đường đó anh chị.
nắng đồ quay phim nữa, màu lên đảo anh chị. Đem đầu lại. Đường công viên D12, 10A, 10B. Nghỉ sớm vậy? Nghỉ sớm vậy? Ông. Sao nghỉ sớm vậy? Sao nghỉ sớm vậy? Sao nghỉ sớm vậy? Chứ bị làm đường phải không? Không biết đâu, cái ông kêu dọn nè. Rồi dọn cho đẹp luôn. Nhìn sạch. Ai biết đâu. Ở bên kia thấy đang dọn cái cánh đồng có lao rộng anh chị, rộng lắm. Rồi. Chạy xe đạp chạy đường này sốc nhỏ quá anh chị. Đang đi tả cảnh. Rồi em vô công viên nha. Vô công viên thì đây em có cái cảnh này mới nè cho anh chị coi. Ở đây thì mới mấy hàng cây nè anh chị. Mấy hàng cây này mới được đào xới đất lên. Nó mới được đào xới đất lên. Mấy gốc cây đó anh chị. Đào lên để mình bón phân vô anh chị. Này phân của năm sau. Rất là nhiều. Ở đây cũng có nè. Nó dọn cỏ xong rồi mình bón phân vô nó mới thấm lắm vậy. Cái vú sữa có trái vú sữa luôn nè anh chị. Đập quá. Lấy nét không được. Bên đây cũng có nè. Cái vú sữa nhỏ xíu à. Bên đây cũng có nè. Trong hiện tại là đang đi bón phân. Bên đây cũng có nó nè anh chị. Nói chung bón hết nguyên cái công viên luôn. Đó, trải nghiệm bón phân. Phân bón năm sao. Rồi. Rồi em gia đã ra tới đường đại lộ Nam Phương. Đây cũng có phân bón rồi. Nói chung tiếng này bón là để em đạp qua công viên đường D8 cho anh chị mình coi nữa. Có mấy anh đang dọn dẹp bển nữa. Nói chung công việc mà dọn dẹp bảo vệ cái không gian xanh ở đây có nhiều đó mà làm hoài không hết rồi anh chị. Trồng cây nhổ cỏ bón phân tưới nước. Rồi, em qua công viên đường D8, đường Long Hưởng. Có cái công viên cây xanh ở chính giữa giải văn phòng công ty. Bên đây thì em đang thấy mấy anh đang ngồi đổ phân.
về cái quy trình bón phân cho anh chị với cô chú coi luôn. Rồi đi bón phân mà chạy với xe, nguyên xe bự quá. Phân bón năm sao là bạn của nhà nông. Ủa phải chọn mà đúng không mày? Hai thứ diêm. Diêm phân này phân gì vậy? Rồi, không cây vào trái quá trời đây luôn nè anh chị. Đó, rồi mấy anh này đào đào lỗ trước. Đào lỗ trước. Không mình vô. Màu đẹp quá. Đó. Giờ bón. Rồi đã quá ta. Bón này là bón cho cây lộc vừng nha anh chị. À, rồi. Rồi. À, vậy thôi. Em về thôi anh chị ơi. Về buổi chiều thì có gì làm nữa không? Hôm nay cũng đi hết một vòng mà gần lên tới 30 phút rồi. Rồi up lên cho anh chị với cô chú mình ở nhà mình coi chơi. Rồi dạ thôi em chào anh chị với cô chú mến yêu của em. Để coi mai có gì mới không, mình quay cho anh chị với cô chú mình coi nữa. Rồi.